Hello, Đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Hôm nay ra hồ Núi Le test cám nền tổng hợp nha các bạn. Đây, cám nền tổng hợp của Đam mê câu cá. Gói về là 2 kg nha các bạn. Mình sẽ trộn với lại khoai lang nền ú chua và trứng vịt hoặc là trứng gà cũng được. Đó, một quả. Hôm nay mình sẽ đánh cano nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người trộn mồi nha. Một cái thao để trộn mồi. Đây. Cho cám nền tổng hợp vào 2 kg. Đó. Rồi cho cái khoai lang nền vào. Đây, khoai lang nền khoảng ở chừng 300 g. Rồi, ok. Đó. Một quả trứng vịt. Rồi, xong. Các bạn dùng tay nè, bóp cho khoai lang với lại cám nền nó hòa quyện lại. Với lại trứng. Kết hợp lại trước rồi đã. Đánh cái lưỡi này BKK Cúc Tinh Black. Đó. Bịch dày có 10 lưỡi, số 7 có 10 lưỡi. 10 lưỡi. Giá là 30k. Một lưỡi dày 3.000 các bạn. Đó. Rồi mình sẽ cho nước hồ vào đây, nước hồ nha. Nè. Chứ không phải là nước bò hút nha. Nước hồ nha. Đó. Trộn đều lên. Một lon nó chưa đủ đâu. Phải thêm một lon nữa. 2 kg mồi mà. Ok. Bây giờ mình sẽ nắn mồi vào lăng xê nha các bạn. Đây là cái lăng xê của mình. Đây. Lăng xê của mình. Từ cái lăng xê độ này tới cái cục chì này là 15 phân. Và đây từ cục và từ cái lò lăn xe này tới mà cái chỗ móc khóa là 30 phân. Đó. Đây. Móc hạt mút 4 lưỡi. Nắn mụn to. Ngâm lâu. Đây, mùi bự. Nắn nhẹ thôi. Đó. Câu lưỡi nhỏ quá cá nó dễ sảy các bạn. Nay mình tính là mình định câu lưỡi lớn luôn. Cho cá nó khó sảy, dễ dính hơn. Đóng là dính luôn. Chứ sảy câu dính câu cá mày cá ăn dính rồi mà sảy cá buồn lắm. Đó vậy các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ra cần nha các bạn. Ok các bạn, mình bắt đầu mình ra cano các bạn. Đây, đây là cái cano của mình. Đó, một lần mình ra là mình chở một cục mồi và bao nhiêu cái mồi nhữ các bạn, thêm mồi nhữ các bạn. Đó, đây. Đi thôi, đi thôi. Đó, thấy không? Cái đồ đã ra khơi. Mình đi xéo qua phía bên bên đói các bạn. Đó. Đây, phía chỗ mấy cái nhà đỏ đỏ đó đó. Các bạn thấy không? Mình đi xéo qua bên đó đó. Xéo đó đó vòng qua phía bên này luôn. Mình đi phun cước luôn các bạn. Phun dây luôn, hết dây luôn. Thử coi nó được bao nhiêu mét. Dây mình ngắn các bạn à. Tầm hơn 100 mét nè.
có mấy cái dây mà 5 chấm á, 4 chấm á, thì nó xa tầm 178, còn cái này tầm hơn 100. Thôi kệ đi. Mỗi cục máy nó có mỗi loại dây khác nhau. Để xong hết đợt này nó mình thay luôn một loại cho nó dễ. Chứ nhiều loại quá nó hơi bị rối các bạn. Thấy không? Đó, cano mình đi tới đó rồi đó. Đó, đen đen thấy không? Đó, cano mình đi tới đó rồi đó. Đó các bạn. Cứ vậy là ra cần nha các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ ra hết cần nha và đợi chờ kết quả cần cảnh cá nó ăn. Kéo cần lăn xe cho mọi người xem nha. Ok. Cũng vậy rồi. Ok bạn ơi. Vì lại không? Hả? Mày quay 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 hướng đó à? Xong quăng hẳn ra đây nhà bên kia. Để cần xéo mà. Rồi đi xuống sâu không cạn nữa. Nhỏ rồi. Thấy không, tôi đi tìm cái này. Ô, trời rồi đó. Nhỏ lớn rồi, thấy ngồi về 9 kg chưa? Thấy chưa? Lều chấm phi phi. Chấm mồm to nữa. Sẽ còn nhỏ hơn, còn mất mồm to. Nó gọi lửa bự này. Không bao giờ thấy được các bạn nha. Đấy. Được. Ai. Được con cá chấm cỏ nha các bạn. Được con cá chấm cỏ nha. Đợi chờ nãy giờ cũng tiếng rồi. Cá mới ăn các bạn, chấm cỏ nha các bạn. Ok nha. Đâu cá ba nha anh em. Đó, có cá mới được chứ, nói rồi mà. Báo cá. Trời. Báo cá nha các bạn. To nhỏ ở đây mà nặng nặng thấy nặng á. Cú phi. Cú phi nha anh em. Một con cú phi. Ok. Một em cú phi nữa vô bộ sưu tập. Phi nha các bạn. Có cá nữa các bạn ơi. Đây. Nè, đang chớp nè, có cá nữa rồi. Chắc có phi nữa quá. Cá chê nha anh em. Tối nay có cái cá chê nướng nữa rồi. Mở giáp. Cá chê các bạn. Tối nay có cá chê nướng chui nha anh em. Thế này nó giật giật cái cần rồi nó rồi. Thế nào cũng dính à. Y gần. Sao đỡ được. Mời năm nay có cá máy đỉnh.
Ok. Rồi, ok. Ok. Dây nhau sao nha. Cái chấm nha các bạn. Ok. Nó dính rồi bạn ơi. Cảm thấy công đột vậy vậy. Ở đục. Ở đây. Ê, được con cá chấm đi nữa nha các bạn. Ok chưa, được ba con cá chấm rồi đó. Quá ok, cũng phi ok nha các bạn. Ok.
đưa con cá chấm nha các bạn. Ok nha. Các bạn ơi, anh nhìn mấy con rồi, mấy con chấm, chấm cỏ. Hai ký ta, không tới đâu, chỉ rưỡi. Đài ngồi cái đó, vì con ở đây chắc chưa có đài được không ta? Các bạn like nha. Các bạn có rô nhiều. Đưa con cá chấm nha các bạn. Con này khoảng 1,5 ký các bạn. Quá đã quá đã. Ok. Bảo cá. Các bạn, được con cá mè trắng nha các bạn.
ngoài cái gửi các bạn, cho bá luôn nè, đã chưa? Ok, con cá vui các bạn ơi. Con cá bạn ơi, nó nhít nhít là cần gạt rồi này. Cắm được con chấm cỏ nha các bạn. Bây giờ cũng 3 giờ các bạn nha, cá mới bắt đầu ăn lại các bạn nha, từ giấc mà 1 giờ cho đến 3 giờ luôn, 2 tiếng nó mới ăn lại các bạn. Ok, cá bây giờ mới bắt đầu vô lại các bạn nha, bắt cá thôi. Ok nha các bạn, hiện tại bây giờ gần 5 giờ các bạn ơi, mình đã thu dọn hết đồ cần câu rồi nè. Đó. À, bây giờ mình sẽ tổng kết số cá ngày hôm nay cho mọi người xem, thử coi được bao nhiêu ký nha các bạn. Đây, mình sẽ bỏ trong cái giỏ này, mình sẽ cân ký cho mọi người xem. Đây các bạn, đây là tổng số cá ngày nay các bạn. Này, này, được 5 con cá chấm, 1 con trâu đỏ, 1 con cá phi, 1 con cá mè trắng. Đây các bạn, 5, 6, 7, 8. Đây được 8 con cá nha các bạn. Đây, để đổ vỏ cân ký cho mọi người xem. Đây các bạn, không không bảy ký tám các bạn, trừ cái vỏ 4 lạng còn 7 ký 4. Đây thấy các bạn, 7 ký 4 nha các bạn, 7 cái rưỡi này, này tới 7 cái 9 nè, trừ 4 lạng còn 7 cái rưỡi. Ok chưa? Rồi, ok. Đó các bạn, hôm nay là được 7 cái rưỡi cá. Ok các bạn, nếu các bạn yêu thích cái video này hãy ấn like.
và chia sẻ đăng ký để ủng hộ đam mê cá mình các bạn. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.